Xin chào bạn, trong quay trở lại kênh máy tính. Vừa rồi tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xóa mật khẩu màn hình của con máy Redmi C12 bằng tôi sử dụng Bluetooth nhé. Rồi, để thực hiện thì đây, đầu tiên tôi sẽ tắt nguồn. Rồi, tôi chuẩn bị vào Bluetooth này, tôi sẽ vào tab Netflix này, vào dòng này, và chọn Bot Device. Bây giờ tôi sẽ đè tăng giảm lượng nhé, volume up, volume down. Để cả hai và cắm cáp này. Rồi, bắt xong tôi sẽ đặt xuống. Bây giờ tôi sẽ chọn là format data Slick này. Rồi, tôi sẽ chọn dòng này xóa tăng luôn tài khoản vô nhé. Rồi, format data là Slick. Rồi, Reborn. Bề quan đợi khoảng 67 phút nhé, máy sẽ khởi động lại. Sau khi đợi mấy phút thì máy sẽ hiển thị lên. Ta sẽ chọn về tiếng Việt xong nick đi nhé. Nick này. Tiếp theo khu vực thì thật Việt Nam nhé, sau khi pin này tiêm này tích vào ô trống. Tiếp theo nếu bạn bị tài khoản Google thì các bạn là rồi, tiếp theo này là back lại nhé, vì tôi đang có sim tắt cái dữ liệu đó đi. Tiếp theo bỏ qua wifi, bỏ qua nhé. Nó mà đang chạy cập nhật đấy. Chấp nhận này. Đặt mật khẩu sau này. Tài khoản này sau. Tắt cái cập nhật của đêm. Tiếp theo. Cái này các bạn bỏ qua cho mình. Rồi, bắt đầu. Xong. Oh, vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách xóa mật khẩu màn hình của máy Redmi C12. Chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé. Chào bạn.